Theo quy định mới của Quảng Điện, thời lượng phim truyền hình Hoa ngữ tối đa là 40 tập, mỗi tập tối đa 45 phút bao gồm cả phần giới thiệu và kết thúc. Nếu dung lượng vượt quá thì phim phải chia thành hai phần, mỗi phần cách nhau ít nhất 12 tháng. Công văn được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Mặc Vũ Văn Gian đóng máy vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, tức là sau khi có thông báo. Có người dùng đã tố cáo đoàn phim Mặc Vũ Văn Gian cố ý vi phạm quy định. Phía Youku, nền tảng phát sóng cho biết đã nhận được báo cáo và sẽ chuyển tới bộ phận liên quan giải quyết. Hiện tại, các tập của Mặc Vũ Văn Gian có thời lượng dao động từ 45 phút tới 58 phút. Tập 14, tập gần nhất có thời lượng là 54 phút. Mặc Vũ Văn Gian có nhịp độ tương đối nhanh, càng về sau lại càng hấp dẫn. Khán giả đều không muốn phim buộc phải cắt bớt cho đúng quy định vì lo ngại sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nội dung. Việc cắt ghép gấp rút có thể khiến logic hoặc mạch phim bị vỡ. Bên cạnh đó thì không ít fan phim lạc quan rằng đoàn phim chỉ cần khéo biên tập lại phần giới thiệu và kết thúc là được, cắt ngắn hai phần này bỏ bớt những cảnh hiệu ứng slow motion. Mặt khác thì cư dân mạng chung cũng tỏ ra bất bình với quy định ngày càng gắt gao và cứng nhắc của cơ quan quản lý. Không chỉ giới hạn thể loại phim làm phim ảnh nước nhà trở nên kém đa dạng, việc o ép thời lượng cũng khiến cho nhiều bộ phim được khán giả yêu thích phải chịu thiệt. Trương Nguyệt Tấn Minh từng được cho là phải cắt 18 tập khiến ngay cả kết thúc cũng lệch đi với kịch bản ban đầu, nhiều tình tiết trở nên lộn xộn. Trần Tương Tư buộc phải chia làm hai phần cách nhau tận 1 năm có thể làm giảm nhiệt độ và hiệu ứng mà phim đang có. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video vừa rồi. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.